Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm một món rất là hay. Đó chính là một cái khay bằng sô-cô-la để chúng ta có thể đựng bánh kẹo hay là trái cây. Và nếu như các bé ở nhà thì có thể ăn cả cái khay luôn, bởi vì nó làm bằng sô-cô-la mà. Vậy là ăn được đúng không? Đúng rồi. Bây giờ thì Huyền sẽ giới thiệu về nguyên vật liệu nè. Chúng ta sẽ chuẩn bị sô-cô-la đen và sô-cô-la trắng. Với bóng thì Huyền đã chuẩn bị sẵn hai trái đây rồi, chứ không bắt hái phải thổi đâu, yên tâm. À, vậy là thở hồi chúng ta sẽ thiết kế cái vỏ trên cái hai cái bóng này đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà với điều kiện là chúng ta phải rửa sạch bóng để chúng ta còn ăn cái sô cô la nữa mà. Đúng không? Mình sẽ chuẩn bị hai cái nồi ở trên bếp để đun nóng chảy hai sô cô la này lên, một bên trắng và một bên đen để nó không bị lẫn vào nhau. Sau đó thì Huyền sẽ nói luôn cách để cho Thái hình dung được nha. Huyền sẽ làm một cách và Thái sẽ làm một cách. Cách của Thái có thể là đơn giản hơn, là Thái sẽ múc sô cô la đen và sô cô la trắng lên cái trái bóng của mình. Múc làm sao để cho nó chảy xuống, nó chảy lung tung để nó tạo thành một cái màng có hai màu đen và trắng. Và sau đó thì mình sẽ để khô cái sô-cô-la đó lại. Nó sẽ thành một cái vỏ bọc ra ngoài cái quả trứng này bằng sô-cô-la. Còn của Huyền thì Huyền sẽ cầu kỳ hơn là Huyền sẽ lấy cái ni lông để bắt kem đó. Huyền sẽ tạo hình sô-cô-la ở trên trái bóng này thành những cái hình tròn bắt vào nhau. Rồi bây giờ Huyền sẽ bật bếp nha. Mình đừng để cho nó nóng quá thì nó sẽ bị chảy và nó bị khét sô-cô-la. Tốt nhất là khi mà nó bắt đầu tan chảy thì mình sẽ đánh cho nó đều lên. Một bên thì Huyền sẽ làm sô-cô-la đen và một bên Huyền sẽ làm sô-cô-la trắng nha. Bây giờ Huyền một cái muỗng và Thái một cái muỗng nha. Thái đảo cái màu đen giúp Huyền nha. Anh Huyền ơi, củ Thái tan hết rồi. Rồi, tắt bếp đi, bây giờ mình bưng ra làm nha. Sau khi mình tạo hình màu đen xong thì mình sẽ tiếp tục tạo hình màu trắng để cho nó có hai màu xen kẽ đẹp mắt hơn. Thái thấy không, sau khi mà mình đã làm hai cách thì mỗi cái nó có một cái vẻ đẹp khác nhau đúng không Thái? Rồi bây giờ tiếp theo chúng ta phải làm gì? Bây giờ thì mình sẽ làm hai cái đế. Hai cái đế để giữ cho cái khay này nó có thể đứng được lên. Rồi. Và hai cái đế này thì mình tiếp tục làm bằng sô-cô-la nha. Thái nhấc cả trái bóng và Thái lộn ngược xuống. Bây giờ mỗi người một cái tăm. Mình sẽ châm vào cái cuống của quả bóng, nhớ là cuống, nếu mà châm vào cái phần căng là nó nổ đó. Rồi, của Huyền nó có vẻ xì nhanh hơn của Thái. Bây giờ Huyền sẽ rút ra nha. Đó. Mình đã có được một cái khay sô-cô-la, thì còn lại là mình chỉnh sửa sao cho nó đẹp mắt một chút nha. Nhìn nó cũng tự nhiên đúng không Thái? Đúng rồi. Đừng để cho nó đều quá, giống đều quá nó không có đẹp. Giống như là một cái tổ chim đúng không? Bây giờ thì chúng ta đã hoàn thành xong cái vỏ đựng trái cây của chúng ta bằng sô-cô-la rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ lấy trái cây cho vô nha. Đó. Đây mình để tượng trưng thôi Thái. Còn lại ở trong các gia đình thì nếu như các bé thích ăn bánh mình sẽ cho bánh, thích ăn kẹo sẽ cho kẹo. Còn Huyền thì hôm nay cho cherry cho nó đẹp. Hoặc là nếu mà muốn làm cái vỏ to hơn thì chúng ta mua bong bóng to hơn đúng không? Đúng rồi. Vậy là hôm nay Khánh Huyền và Quốc Thái đã hướng dẫn quý vị và các bạn cách làm hai cái khay bằng sô-cô-la rất là dễ thương. Hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ có thêm cái sự sáng tạo của mình khi ở nhà làm nhé.